những ai mà đang bị cái tình trạng tóc rụng nhiều, tóc chẻ ngọn, tóc sơ yếu, nhiều gầu, thậm chí là bị cả nấm da đầu thì hãy xem hết cái video này của em. Hôm nay em xin chia sẻ đến cả nhà mình một cái công thức đặc biệt kết hợp nhiều loại thảo dược có sẵn ở quanh ta, giúp chị dứt điểm cái tình trạng rụng tóc, kích thích mọc tóc, giúp tóc chắc khỏe, ngăn ngừa và giảm cái tình trạng nấm ngứa. Để nấu được một cái nồi nước lá thảo dược giúp ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc, giúp tóc chắc khỏe, hết gầu, sạch nấm này, thì các bác sẽ chuẩn bị cho em các nguyên liệu như sau nhé, và các thảo dược như sau nhé. Thứ nhất là các bác chuẩn bị cho em cỏ mần trầu này. Cỏ mần trầu thì rất nhiều nhé, ở vệ đường rồi ở ruộng, các cái ruộng trồng hoa màu hoặc là những cái bãi đất hoang nó mọc rất là nhiều luôn. Cây này có quanh năm nhé. Thứ hai là cây hương nhu. Thứ ba là vỏ bưởi. Các bác chuẩn bị vỏ bưởi. Vỏ bưởi nó sẽ có nhiều tinh dầu hơn, nó tốt hơn cái lá bưởi nhé. Thứ tư là sả này. Thứ năm là bồ kết. Bồ kết thì các bác phải nướng lên nhé, nướng lên cho nó thơm. Nếu mà nhà bác nào dùng bếp điện ý, thì cho lên bếp rang lên, còn dùng bếp ga thì mình nướng lên nhé cho nó thơm. Thì cái tác dụng của bồ kết thì dân gian các cụ đã có câu là bồ kết sạch gầu và mần trầu tốt tóc ấy. Dùng bồ kết này nó vừa sạch gầu này, nó vừa giúp tóc chắc khỏe này. Đấy, còn mần trầu thì giúp tốt tóc này, giúp cái tình trạng, cải thiện cái tình trạng tóc rụng và giúp kích thích cái tóc mình nó khỏe lên ấy, và kích thích mọc tóc nhá. Đấy, cái hương nhu này như thế này, dùng hương nhu ấy nó giúp phục hồi tóc hư tổn này, cải thiện chứng rụng tóc rất là tốt. Ngoài ra cái loại dược liệu này nó còn trị được cả gầu các bác nhá, ngăn ngừa tình trạng da đầu nhờn hiệu quả lắm, và nó giúp cho cái tóc nó phát triển nhanh, óng mượt tự nhiên này. Cái hương nhu này rất nhiều tác dụng ở cái hương nhu này các bác nhé. Trong vỏ bưởi thì nó chứa rất nhiều vitamin A và vitamin C, giúp tăng cường sức khỏe cho tóc, hỗ trợ điều trị rụng tóc hiệu quả và chăm sóc tóc, giúp tóc khỏe hơn các bác nhé. Tinh dầu ở vỏ bưởi này nó có cái đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa cao, vì vậy mình dùng cái vỏ bưởi này mình nấu lên để làm nước gội đầu ấy, giúp cái da đầu nó sạch này, làm cải thiện cái tình trạng gầu và phòng ngừa các bệnh về da đầu các bác nhé. Cái dùng vỏ bưởi cũng rất là tốt luôn này. Mình sẽ kết hợp những cái nguyên liệu này với nhau để nấu thành một cái nồi nước gội đầu rất là tốt nhé. Cách nấu như sau các bác nhé. Đầu tiên các bác sẽ nấu cho em quả bồ kết và cái cỏ mần trầu trước nhé. Đấy, cho bồ kết và mần trầu này. Đây, nước này, cái nồi này em chuẩn bị được khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít nước gì đấy. Bồ kết thì em cho tầm độ khoảng 6-7 quả với 2 lít nước nhá, tầm lít rưỡi 2 lít nước nhá. Nó cũng không chuẩn xác lắm đâu. Bồ kết này thì em đã nướng rồi, thơm rồi nhá. Cái cỏ mần trầu thì các bác có thể cắt nhỏ ra hoặc là cuốn nó lại nhá. Bây giờ vợ em sẽ cho cái cỏ mần trầu vào trong cái nồi này. Lý do tại sao mình phải đun hai cái loại này trước là vì hai cái loại này cần phải đun lâu một chút để nó tiết ra những cái chất ở trong cái cỏ bồ kết và cái cỏ mần trầu này. Vì cái cỏ mần trầu rất là cứng các bác nhá. Còn những cái loại thảo dược này, ví dụ như là cây hương nhu này, vỏ bưởi và cái củ sả này, nó có nhiều tinh dầu thì mình sẽ cho vào sau. Nếu mình nấu cùng với cái loại bồ kết này với lại cái mần trầu này, mình ninh tầm khoảng 15-20 phút ý, thì nó sẽ bay hơi hết những cái tinh dầu này nhá. Nó sẽ không còn thơm nữa và nó không còn nhiều tác dụng nữa. Nên là mình sẽ đun sôi cái phần bồ kết và mần trầu này tầm khoảng 5-7 phút, rồi mình mới cho củ sả này, hương nhu và vỏ bưởi vào, mình đun tiếp 5 phút nữa là được nhá. Củ sả này thì bây giờ để vợ em sẽ đập dập nó ra. Củ sả các bác cũng nên đập dập nó ra nhé, trước khi đun nhé, để cho nó cái tinh dầu nó ra hết nhé. Cái phần củ này nhiều tinh dầu lắm này. Đấy, mình cứ đập dập nó ra. Thì cái bếp này bây giờ mình cứ đập bật lên, mình đun trước đi, cho nó sôi trước đi nhé. Đấy. Cắt đôi củ sả ra. Cách đây vài tháng ấy, tóc của em rất là khô, rụng rất là nhiều luôn các bác ạ. Hút tóc như thế này này, tay ra một nắm luôn. Và mỗi lần gội xong là rất là stress nhá, tại vì là tóc rụng rất là nhiều. Nên là em cũng phải bỏ đi tất cả các loại đồng bộ hóa chất và tìm đến những cái dược liệu như thế này để kiên trì đun nấu và gội các bác này.
Và sau một thời gian đó, tầm hơn một tháng đấy, thì tóc bớt rụng và bắt đầu tóc con nó mọc lên rất là nhiều các bác nhé. Nên là bạn bác nào mà bị rụng tóc này, khô xơ tóc này, tóc yếu thì mình có thể dùng cái phương pháp như nhà em hướng dẫn này này. Kiên trì một chút nhé các bác nhé, kiên trì một chút. Cái này thì mình có thể dùng để thay thế hoàn toàn các cái loại dầu gội bằng hóa chất nhé các bác nhé. Một tuần các bác dùng 2 đến 3 lần đều rất là ok. Có thời gian đun nấu thì cứ dùng thường xuyên rất là tốt luôn. Loại bỏ hoàn toàn cái dầu gội hóa chất ra khỏi cái da đầu của mình. Tại vì bản chất cái da đầu nào mà yếu ấy, dùng cái dầu gội cái hóa chất là rất là dễ sinh ra gầu nấm này, rụng tóc này. Và đặc biệt là tóc mà chị em mình hay làm hóa chất ấy thì nó sẽ bị khô xơ rất là nhiều đúng không? Sau khi đun bồ kết và cỏ mần trầu được độ khoảng 7 phút rồi thì bây giờ em cho củ sả vào các bác nhá, củ sả rồi vỏ bưởi và hương nhu vào tiếp theo nhá, và đun lên 5 phút nữa thì mình tắt bếp để nguội rồi lọc lấy cái nước này gội đầu các bác nhá. Các bác cứ làm theo đúng như thế chứ đừng bỏ tất các cái dược liệu này vào với nhau đun cùng một lúc là nó bị bay hơi hết những cái phần mà những cái cây như hương nhu và vỏ bưởi này nó sẽ bị bay hơi bớt cái tinh dầu đi, là dùng nó không hiệu quả và nó không thơm đâu nhá. Các bác cứ làm như em chia sẻ là nó sẽ rất là thơm. Đấy, sau khi cho đủ các loại dược liệu sau cùng vào thì mình đun tầm khoảng 5 phút nữa là được. Sau khi cái nước nó đã nguội thì các bác đổ ra một cái rổ để các bác lọc nước đi nhá. Lọc cái bã đi, mình lấy cái phần nước để mình gội đầu nhá. Cái phần bọt này là bột kết tạo nên cái bọt các bác nhé, rất là thơm, nước này thơm lắm. Bác nào mà đang rụng tóc, tóc yếu, bị gãy rụng nhiều ấy, thì các bác cứ thực hiện cái phương pháp này nhé. Nhà em là người đã trải qua cái đợt rụng tóc cách đây được khoảng hơn một tháng rồi, nên là nhà em áp dụng thành công rồi thì các bác áp dụng chắc là cũng thành công thôi. Cách đây hơn một tháng là tóc vợ em nó rụng một cách kinh khủng luôn, chỉ cần lấy tay vuốt nhẹ thôi là nó rụng ra cả bối tóc rồi. Thế là cũng dùng rất nhiều các loại thuốc uống hỗ trợ rồi các loại xịt tóc dưỡng tóc để chống rụng tóc nhưng không ăn thua. Cuối cùng là cũng mày mò rồi tìm hiểu cái phương pháp kết hợp nhiều các loại thảo dược này để đun cái nước gội đầu này. Và sau hơn một tháng thì tóc nó không còn rụng nữa và bắt đầu nó mọc tóc mới lên rất nhiều các bác nhá. Các bác cứ thực hiện đúng theo cái cách mà em đã chia sẻ này. Chúc các bác thành công nhá.